Qua cơn bĩ cực, năm con giáp chúng được lộc to, đổi đời giàu sang, tiền nhét nứt két. Nhờ chúng số độc đắc đúng ngày 29 tháng 7 âm lịch năm 2024. Cuộc đời giàu sang phú quý, an nhàn hưởng phúc đến tận già. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một video vô cùng đặc biệt và thú vị của Tứ Thông ngày hôm nay. Quý vị có tin tưởng vào cái vận may và cái sự ưu ái của thần tài không ạ? Các bạn có từng mơ ước một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ đổi thay chỉ sau một cái khoảnh khắc? Hãy ở lại cùng với Tử Thông ngày hôm nay và khám phá top 5 con giáp có thể có cái số mệnh may mắn nhận được lộc thần tài đổi đời nhờ trúng số trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn này. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những cái thời điểm mà cái may mắn nó đột ngột nó đến, nó mang lại cho chúng ta những cái thay đổi không ngờ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian tới sẽ có 5 con giáp cực kỳ đặc biệt may mắn nhận được cái sự ban thưởng lớn của thần tài và có cơ hội đổi đời nhờ trúng số. Họ sẽ trải qua những cái khoảnh khắc tuyệt vời, biến những cái ước mơ thành cái hiện thực và mở ra một cái chương mới đầy hứa hẹn. Trong cuộc sống, các bạn có tò mò muốn biết đó là những con giáp may mắn nào hay không? Hay các bạn có muốn biết làm thế nào để có thể nắm bắt, tận dụng được cái vận may trong cái thời gian tới? Hãy cùng Tử Thông khám phá và tìm hiểu những cái dấu hiệu và những cái cơ hội và những cái lời khuyên hữu ích để chuẩn bị cái tinh thần đón nhận cái vận may lớn đến với mình trong video ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về top 5 con giáp được thần tài gọi tên ban lộc cực lớn có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn. Những thông tin quý giá này không chỉ giúp cho quý vị nhận được cái vận may mà còn giúp cho quý vị có những cái chuẩn bị tốt nhất để đón nhận những cái điều tốt đẹp. Quý vị hãy đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu cái hành trình khám phá về top 5 con giáp có cái số phận may mắn nhận lộc trời ban, tài lộc dồi dào nhờ trúng số. Qua cơn bĩ cực, 5 con giáp này được lộc trời cho, đổi đời giàu sang, tiền nhét đứt két. Cuộc đời sẽ bước sang một cái trang hoàn toàn mới. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên được thần tài gọi tên dễ có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sang phú quý. Không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn này, thì nói chung ấy, những người tuổi Tỵ có thiên ấn nâng đỡ. Nên những người tuổi Tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý cấp cao. Trọng trách của các bạn khá là lớn nên ngày nào trong tuần thì quý vị cũng khá là vất vả. Các bạn nên tỏ cái thái độ ôn hòa để được mọi người giúp đỡ quý vị nhé. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Vậy nên là trong với những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì gia đạo được yên ấm. Các bạn không phải chịu nhiều cái áp lực từ người thân. Bên cạnh đó, những cặp đôi đã gắn kết sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng với nhau hoặc là gì hàn gắn những cái vết thương, giải tỏa những cái hiểu lầm từ trước đó. Quý vị đã biết đấy, những người tuổi Tỵ làm ăn kiếm tiền thì cũng khá là ổn. Ăn ở thì cũng có phúc thì sẽ có phần, lộc lá cũng nhờ cái cách sống mà ra. Thời gian này các bạn cũng sẽ có được cơ hội là mở rộng cái quy mô kinh doanh, thu về bạc tỷ trong tay. Vì vậy, để gia tăng thêm cái sự may mắn cho mình, thì những gia chủ tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, công việc của những người tuổi Ngọ thì cũng may mắn được chính ấn nó nâng đỡ. Nên là những người mà đang chuẩn bị tăng lương, tăng thưởng hay là sắp thi cử ấy, thì cũng sẽ được may mắn hơn người. Các bạn là những người nhân từ hiền hậu, nhưng muốn thành công lớn thì cần phải có thêm một cái ý chí mạnh mẽ. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi Ngọ cũng khá tỉnh táo trong các mối quan hệ. Không ai là có thể qua mặt được các bạn trong thời gian này.
Và trong ngày hôm nay cũng là cái cơ hội tốt để các bạn có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn, bạn bè hay là đối tác, đôi bên cùng có lợi. Bên cạnh đó, về điều kiện tài chính thì một số cái thông tin đáng vui nó cũng đang kéo đến với những người tuổi Ngọ. Các bạn có cơ hội mua nhà tậu xe, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn. Sau những cái nỗ lực cố gắng thì các bạn cũng đã nhận được những thành quả xứng đáng với mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, trong thời gian ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn ấy, thì những người tuổi Hợi có thiên tài chiếu mệnh. Vậy nên là những người tuổi Hợi là con giáp dễ gặp cái cơ hội trúng số đổi đời. Tiền bạc thì đầy tay và vận may thì cực đỏ. Các bạn làm gì cũng được hanh thông một cách bất ngờ, đặc biệt là những người làm nghề tự do hay là những người buôn bán kinh doanh hoặc là những người làm về ngân hàng hay về xổ số ấy, thì rất dễ trúng quả độc đắc đổi đời giàu to. Những người buôn bán kinh doanh, những chủ doanh nghiệp thì làm ăn thì thuận lợi, kinh doanh thì hồng phát. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải tránh xa những cái trò cờ bạc đỏ đen, kiểu tiền bạc nó đến rồi nó lại đi rất là nhanh. Không những là gia tăng thêm tiền bạc mà nó còn dễ khiến cho quý vị bị thụt lùi đó. Hơi tiếc một chút về cái vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này, do cục diện là thổ thủy nó tương khắc nên là con giáp này khó tránh khỏi những cái cảm xúc tiêu cực hoặc là chìm trong những cái lời khen ngợi mà không suy xét. Có những người ở bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong ấy thì đang ngấm ngầm chơi xấu các bạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng hơi đau đầu về cái vấn đề về tài chính. Đấy. Cụ thể là các bạn cần phải suy nghĩ một cách linh hoạt hơn để sắp xếp các việc chi tiêu và xem xét đến những khoản cần thiết. Đây cũng là một cái bài toán khó mà những người tuổi Hợi cần phải giải. Vậy nên trong thời gian này để hóa giải những xung khắc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu có thể chuẩn bị một cái tinh thần sẵn sàng đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất đến với mình trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch sắp tới đây. Do có nhiều cái cát tinh nữa trợ lực, các bạn có kế hoạch nhanh chóng hoàn thành đấy và thậm chí là tìm ra những cái hướng giải quyết những cái khúc mắc trước đó. Bên cạnh đó, cái cục diện Thìn và Dậu là lục hợp nó cũng tương trợ, nó giúp đỡ, nó xuất hiện giúp cho các công việc của những người tuổi Dậu tiến triển một cách là thuận lợi hanh thông. Các bạn cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh và cũng được giới thiệu cho nhiều cái cơ hội giá trị. Các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ. Cái việc thăng lương, thăng chức trong thời gian này nó cũng nằm trong tầm tay của các bạn. Tuy nhiên, một khi mà đã gặt hái được những cái thành công thì các bạn cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi lơ là hoặc là hưởng thụ trong cái thời gian quá dài các bạn nhé. Lúc mà các bạn lơ là cũng là lúc mà đối thủ tìm cách vượt lên trên các bạn. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng có những cái chuyển biến đáng mừng. Các bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những cái đối tác đáng tin cậy, giúp cho lợi nhuận đổ về túi ngày một ổn định hơn. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương cũng có cái cơ hội để khẳng định được cái tài của bản thân. Dù làm ở lĩnh vực gì đi chăng nữa thì các bạn cũng cần tìm thêm cái động lực để cổ vũ bản thân tiến lên phía trước. Đừng có vội vàng hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm cũng phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp nhờ cái tác động của cục diện ngũ hành tương sinh. Và những người độc thân ấy thì cũng thường nhận được cái sự săn đón của những người khác giới. Tuy nhiên, các bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, vội vàng đưa ra những cái quyết định đến với một ai đó trong thời gian này nhé. Tốt nhất làm gì thì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định. Vì vậy, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và để hóa giải những xung sát thị phi,
mang lại cái may mắn cho mình. Những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tý. Trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn, những người tuổi Tý được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Vậy nên cái cục diện tam hợp nó cũng báo hiệu cái ngày hôm nay ấy, nói chung ấy là cái vận trình đầy khởi sắc, bản mệnh dễ dàng khơi thông những cái bế tắc, cũng biết huy động cái nhân lực để mà tận dụng cái sức mạnh của tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành một cách ổn thỏa, ít gặp phải những cái chuyện căng thẳng. Bên cạnh đó, công việc thì được dự báo là rất là hanh thông. Trong ngày hôm nay cũng rất thích hợp để quý vị mưu cầu danh lợi và cũng đạt được kết quả rất là khả quan. Thưa quý vị, trong ngày 29 tháng 7 âm lịch ấy, thì những người tuổi Tý có thể đón nhận một chút cái thay đổi trong cái vận trình công việc, như là vị trí hay là tính chất công việc hay là chiến lược vân vân. Nhưng mà đa phần đều theo cái hướng tích cực nên cũng gì mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhận nhiều cái tin vui ở phương diện về tài lộc. Thời điểm này rất là phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, tuy là cạnh tranh trong buôn bán ấy là nó cũng là cái điều khó tránh khỏi. Các bạn cũng nên hành sự một cách cẩn trọng, đề phòng đối phương lật lọng về giấy tờ hay là sổ sách. Cần phải làm rõ ràng, ghi chép cụ thể, chi tiết để tránh các rắc rối nó có thể xảy ra. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý cũng khá là rực rỡ. Đào hoa thì nở rộ, tình cảm thì phong lưu cũng là cái điều tốt cho những người độc thân. Quý vị có thể mở rộng cái vòng tay để đón nhận hoặc là theo đuổi những cái người khác giới. Những cặp đôi đang yêu trong thời gian này cũng cần phải chú ý, kẻo có thể xảy ra những cái nghi ngờ nhé, do đào hoa nó quá vượng. Bên cạnh đó, sức khỏe của những người tuổi Tý cũng khá là tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều nên là nhìn chung ấy cũng không có bệnh tật nào đáng kể. Vì vậy, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, trong ngày 29 tháng 7 âm lịch ngày Mậu Thìn ấy, thì những người tuổi Thân được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Trong thời gian này cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Thân được dự báo có những cái bước tiến triển lớn. Một khi mà đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu thì ắt các bạn sẽ thu về được những cái quả ngọt. Cục diện tam hợp quý nhân nó cũng sẽ mang lại cái cát lành, cái may mắn trong thời gian này. Nó cũng mở ra những cái cơ hội phát triển, thăng quan tiến chức. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn trong cái thời điểm này, nhưng cái tinh thần của các bạn luôn sẵn sàng, chủ động để nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài bất kể thời gian để mà chuyên tâm đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Các bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều cái điều kiện để mà phát huy cái thế mạnh của bản thân. Cũng bởi có thể nhìn ra những cái cơ hội thăng tiến và những cái thành quả mà mình có thể là nhận được sau khi chạm tay vào cái đích ra ở trước mắt. Những người tuổi Thân lại càng thêm hăng say mà cống hiến. Các bạn đưa ra được nhiều cái ý tưởng và cái giải pháp hữu ích cho tập thể. Tài năng và địa vị nhờ đó mà lại càng được khẳng định. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên những người tuổi Thân thì cũng có lộc. Trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ có được những cơ hội thu hút tiền bạc. Thêm nữa lại được cái tam hợp thái tuế nâng đỡ nên là các kế hoạch tiến triển một cách là diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, nhiều cái khoản thu nó được dồi dào hơn trong thời gian này. Với những người làm công ăn lương thì công việc tiến triển thuận lợi nên là cái tài vận của các bạn cũng sẽ được khởi sắc. Thời điểm này thì nói chung dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm buôn bán kinh doanh thì đều có thể thu được một mớ vẻ tay. Công việc kinh doanh buôn bán thì hanh thông thuận lợi. Đây là cái cơ hội hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Vậy nên là các bạn cứ mạnh dạn mà nhận ra nắm bắt cái thời cuộc thì không lo cái chuyện túng thiếu.
Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái đường tình cảm của những người tuổi tuổi thân ấy cũng được may mắn là được phục diện là thổ kim tương sinh. Vậy nên là những người tuổi thân sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình bạn bè. Các bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên là không bao giờ để ai phật ý. Tình yêu đôi lứa thì ngọt ngào khiến cho bao người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 29 tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.